Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này các bạn cùng với ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Calvin Klein đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra một sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu mắt kính ngày hôm nay. Ở bên trong như các bạn có thể thấy thì chúng ta sẽ có một cách đóng gói cực kỳ đơn giản luôn các bạn. Hầu như là mình cũng không thấy có phần giấy đệm gói nào cả. Và nó vừa vặn với chiếc bóc của Calvin Klein luôn. Trước hết thì mình sẽ đeo bao tay vào để đảm bảo sản phẩm sẽ luôn hoàn hảo khi đến tay khách hàng, tránh cái trường hợp mà mồ hôi tay bám lên trên bề mặt bóc nè, cũng như là bề mặt sản phẩm gây mất thẩm mỹ các bạn nha. Đây, vẫn là một chiếc bóc với tông màu trắng chủ đạo và tên thương hiệu màu đen cực kỳ nổi bật của Calvin Klein. Mình sẽ mở hộp luôn nha. Bên trong đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Đây, mẫu mắt kính đến từ Calvin Klein. Mình không thấy có ai đây. Phía sau này chúng ta có một chiếc tem cung cấp một số thông tin về sản phẩm bên trong. Đầu tiên là tên thương hiệu nè, Calvin Klein. Mã sản phẩm sẽ là CK2300S. Đây cũng là mã series luôn đó các bạn, cái series CK2300S. Và mã màu sẽ là 045. Cùng với đó thông số kỹ thuật là 58-15-145. Độ rộng kính, cầu kính và chiều dài càng kính các bạn nha. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra đây. Bên trong ngoài nhân vật chính chúng ta sẽ có đi kèm một sách hướng dẫn của Calvin rất là mỏng các bạn. Đó, rất là gọn, tạm thời mình để một bên nha. Calvin Klein họ bảo vệ hai chiếc càng kính này cũng khá là đơn giản mà một cái lớp ni lông bọc một bên càng kính thôi. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, rất là đẹp nha. Mẫu sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Calvin Klein Blue Navigator Men's Sunglass, một mẫu kính mát dành cho nam giới đến từ thương hiệu Calvin Klein. Mã sản phẩm đầy đủ cho mẫu này sẽ là CK20300S 04558. Mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nhé. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 58mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính phù hợp với gương mặt của mình. Tuy nhiên trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt nè, cũng như là chi tiết hai bên thái dương này nha. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng luôn, nó giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang và phải mang lại cái trải nghiệm đeo nó thực sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính đó mới là dành cho bạn. Về màu trong kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là màu xanh lam cơ bản như các bạn có thể thấy. Tất nhiên nó sẽ chống 100% tia UV, đây là chức năng cơ bản của một chiếc kính mát rồi. Về cầu kính ở đây chúng ta sẽ có là 15mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính này chính là cầu kính của chúng ta. Còn phần phía trên này như các bạn thấy đó chính là phần top 3 của kính nha các bạn. Càng kính ở mẫu này sẽ là 145mm, một chiếc càng kính mình đánh giá là tương đối dài nha. Và hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những số đo kích thước được thể hiện bên trong càng kính bên trái, cũng như là những cái thông tin về sản phẩm như mã sản phẩm nè. Tuy nhiên thì ở đây mình thấy là họ in với cái tông màu đen nó cực kỳ khó nhìn luôn trên nền màu xanh lam như thế này. Mình cũng sẽ đọc một số cái thông tin cho các bạn nắm được ha, đúng như mình vừa chia sẻ thôi. Như là mã sản phẩm là CK20300S nè, rồi mã màu là 045 và thông số kỹ thuật là 58-15-145. Ở phần càng kính còn lại như vậy chúng ta sẽ có tên thương hiệu Calvin Klein thôi, rất là đơn giản. Họ in cái tông màu đen tiệp với cái phần càng kính màu xanh lam này, nó rất là khó nhìn ha, cho nên mình chỉ đọc cho các bạn có thể nắm được thôi. Đó là những thông tin bên trong càng kính. Còn phía bên ngoài càng kính chúng ta sẽ có tên thương hiệu được dán cực kỳ sắc nét luôn, như các bạn có thể thấy đây. Đó, Calvin Klein ở cả hai bên càng kính nha, rất là sắc nét và tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn dành cho mẫu đồng hồ, xin lỗi các bạn, mẫu mắt kính của chúng ta ở cái góc nhìn ha. Về dạng khung ở đây chúng ta sẽ có một dạng khung là dạng square, nó không hẳn là vuông hẳn đâu các bạn, nó sẽ có cái dạng hình học như thế này. Đó,
nó đa giác hơn một chút xíu. Tuy nhiên thì nó vẫn có cái khung hình chung, đó là dạng square, tức là dạng vuông đó. Đối với kiểu kính dạng này nó sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt hơi tròn. Nó giúp tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt của bạn trở nên cân đối, thanh thoát hơn rất là nhiều. Đây là một trong những cái dạng khung phổ biến nhất ở tất cả các hãng luôn và được sử dụng rất là rộng rãi. Màu khung ở đây chúng ta sẽ có là màu silver, màu bạc silver, và được chế tác đánh bóng toàn bộ luôn, mang lại cái sự sang trọng bóng bẩy cho mẫu mắt kính, cũng như là những cái hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển ở các góc nhìn ha. Chất liệu khung kim loại thì nó rất là mỏng và bền, phù hợp với nhiều khuôn mặt nè. Mẫu mã cũng đa dạng và rất là tinh tế. Gọng kim loại được coi là sang trọng hơn gọng nhựa rất là nhiều. Các bạn có thể thấy điển hình trên sản phẩm này luôn. Mà thích hợp cho nhiều lứa tuổi, vừa làm việc trong môi trường trang trọng lịch sự thì những cái mẫu gọng kim loại nó sẽ cực kỳ phù hợp. Qua các quay các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta thì vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung ha, cũng như là hai bên ống kính của chúng ta, tất cả các chi tiết còn rất là hoàn hảo. Đây phần rất là đẹp. Có một cái chi tiết nhỏ nhỏ mình muốn nhắc ở đây, đó cái phần đệm mũi các bạn. Cái chân đệm chân gá mũi chúng ta sẽ có logo CK rất là sắc nét nha. Đó. Đây. Đây những mẫu kính hàng chính hãng chúng ta mới được chăm chút rất là tỉ mỉ đến những cái chi tiết nhỏ như thế này. Và tổng kết lại các bạn thấy đó, sản phẩm này của chúng ta sở hữu một cái thiết kế rất là hiện đại nè, trẻ trung nè, với kiểu dáng thời trang phù hợp với xu hướng hiện nay, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau cũng như là sử dụng được trong mọi dịp. Từ những bộ trang phục đơn giản, thoải mái cho đến sang trọng và tinh tế, các bạn đều có thể phối với mẫu mắt kính này và sử dụng trong nhiều trường hợp như là đi dạo phố hay đi làm thì đều tăng cái độ thu hút của bạn đối với mọi người xung quanh. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu kính mát ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu kính mát của Calvin Klein nói chung, cũng như là mẫu Calvin Klein Blue Navigator ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã kính mát cũng như là kính mắt với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.